chị em mình cũng phải chia tay. Nhưng chị hy vọng rằng em còn sẽ gặp lại chị ở tiệm nail. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Giọng ca bí ẩn. Và bây giờ sẽ là giọng ca cuối cùng của chúng tôi. Xin mời. Trời ơi, thua rồi đi về đi. Vâng, mời năm người chơi đặt câu hỏi. Hai trắng tay, trắng tay thì cái bây giờ nước mắt nuốt ngược vô trong, nuốt ngược vào trong. Khi mà mình có tài sản thì mình mới dám mạnh miệng. Chị Giang hãy kiên cường lên. Cái vòng đặc biệt này nó khác như cái vòng khác ở chỗ là nếu như chị thật sự có tình cảm với bạn ấy, chị hoàn toàn có thể dùng trái tim của mình thuyết phục bạn ấy về với chị, dù chị chỉ có 100 điểm cuối cùng mà thôi. Quan trọng là cái đó hả? Mặc dù chị không còn gì cả, nhưng chị hy vọng đêm đã về khuya, tình cảm cứ dành cho chị. Chị Giang vô giọng cổ liền. Em ơi, em ơi, dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi chăng nữa thì chị cũng ráng về với em để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má. Chị cũng nở mặt mày với lối xóm bà con. Hay quá. Trời, thích quá. Hay quá. Trời ơi em ơi, ca như vậy, trọn tình với em như vậy mà một lát mà em mà không có về với chị, trời là chắc đau lắm luôn á. Tan hết trái tim của người ta đó. Vì cái câu giọng cổ của chị, em sẽ chia sẻ chị 3.500 điểm để chị có thêm vốn. Trời để ơi, chị mời gọi. Trời ơi, nhập một bên. Em có thể cho chị hôn em một cái. Làm luôn chị. Trời ơi, hôn lấy ngại đó. Trời ơi. Chị Lê Giang được Ngọc Tuyên tặng 800 và Nhan Phú Quỳnh tặng 3.500 điểm. Chưa bao giờ mà chúng tôi thấy chị Lê Giang như một quỹ từ thiện. Mọi người khắp nơi đều đổ dồn chị Lê Giang. Mỗi người quyên góp cho chị một ít. Hiện nay cộng với số điểm cực khủng 100 của chị đang có, chị có tổng cộng 4.400 điểm. Anh Vũ Hà vẫn trọn vẹn 10.000 điểm. Hầu như anh không muốn chơi. Anh đến đây chỉ đi ngồi để chia sẻ góp ý gì ta. Anh không muốn chơi. Không, không phải. Anh Vũ Hà là trước khi vô mồi hổ thường thu mình lại, thu 3 vòng rồi còn cuối cùng hổ teo luôn. Có bún teo luôn. Đúng luôn. Chị Lê Giang có 4.400 điểm, hoàn toàn có tư cách để thuyết phục và nói chuyện với bạn số 4. Xin mời mọi người. Cho anh hỏi là trong gia đình em á, bên nội bên ngoại có ai theo nghệ thuật giống như em không? Dạ không ạ. Một mình em bôn ba với nghề. Em cũng đi hát được 12 năm rồi. Wow. 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 Nhưng mà 12 năm đó là em hát karaoke với bạn bè. Duyên dáng. Duyên. Bạn theo đuổi cái dòng nhạc gì ha? Em có thể hát được tất cả các loại nhạc ạ. Bạn có thể thử mỗi một thể loại một đoạn ngắn được không? Nơi vòng này không được hát ạ. Không được hát luôn. Dạ. Chỉ được thể hiện cái tài lẻ thôi. Bây giờ nếu em nói như vậy thì hồi nãy em có đàn rồi, em còn một cái gì khả năng đặc biệt nữa? Em show ra cho mọi người xem thử coi là có thuyết phục mọi người được thêm hay không. Em có thể viết được rap và đọc rap ngay tại đây ạ. Cái gì? Cái gì?
Bộ phụ nữ dịu dàng như vậy. Em chất như vậy luôn á hả? Dạ, cho em làm nha. Làm đi em. Cho em mượn giấy bút của anh được không? Được. Dạ. Cái bút. Em có cần mượn cái này luôn không? Cần đứng đó đi để em chị đem đi, lại anh đứng cho. Với em được mà. Để chị. Thôi để chị ngồi xuống. Bây giờ mọi người cứ nói chuyện với nhau nha. Em làm việc của em. Giờ trong thời gian bé nó viết lời, chúng ta ngồi chia sẻ câu chuyện. Bây giờ chị cho em biết cảm xúc của chị hiện tại khi chị còn có 4.400 điểm trong tay. Thì một lát được cái chiến thuật của chị là sao? Bây giờ em nó muốn cái gì chị cũng chiều hết. Đây là một cái tình cảm chị dành cho em. Chẳng lẽ em không đối xử lại với chị một cái tình cảm đẹp hay sao? Nhưng mà cái vụ mà dành đưa cái cuốn sổ Tuyên nó cũng lấy của người ta luôn. Dành không, của chị luôn rồi. Không phải là dành, tại vì không kịp, chị nói chậm quá em lỡ bước ra. À không sao, chị hiểu. Tất cả mọi người đều thương chị, cho chị điểm. Không lẽ giờ chị chửi lại? Không lẽ giờ chị chửi lại? Anh Hà, từ đầu chương trình đến giờ anh đang giấu giếm một cái gì đó. Có phải là anh dồn hết tổng lực cho cái trận đánh cuối cùng này không hả? Hỡi con hổ đã rút 3 vòng. Chuyện là như thế này. Vâng. Ngay từ vòng đầu thì tôi để ý giọng hai bạn gái không thấy, nó có chút chéo thôi. Có bạn đầu nhưng có bạn cuối cùng này không thấy giọng. Thế lừa ông ư? Ừ. Không lừa được. Giọng cuối cùng giấu tại vì quá hay. Đúng. Cho nên không dám xô ra. Lý luận hợp lý luôn. Đấy. Xin chào một buổi tối bình yên. Bình yên. Một buổi tối bình yên. Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao đổi giữa Visa và các người chơi. Có ai đưa ra con số nào không? 8.000 điểm. Tư cách gì mà nói chuyện? Chị Giang che mặt luôn rồi dạ ơi. Chị chỉ còn tình cảm đối với em ấy. Bây giờ trước tiên là bị dạ nhá. Em có muốn trao đổi ô Vinh Quang cho ai hay không? Quang. Quang cũng muốn rời xa dạ không? Không, người ta nói không rồi cho nên em giữ luôn. Chốt. Bị dạ giữ Vinh Quang. Tên là bạn gái của bé chúng ta. Bé xong rồi hả em? Cũng đã sáng tác tại chỗ một cái bài rap ngay bây giờ rồi. Anh mời em trình diễn luôn nha. Yeah. Alright. Come on. Listen to me now. Yeah. Let's go. Tôi bỗng nhiên bị làm khó, phải ráp về những người bên đó. Ở đây 5 người tôi thấy rõ, tôi sẽ ráp mọi người cùng nghe nhé. Bên kia là nam thần Lan Phúc Vinh, người tình tình nhưng mà lại đa tình, làm bao cô gái phải rung rinh, nhưng riêng em thì không hề đứng hình. Không sang không phải là Lê Giang, đâu có người ở đó được tỏa sáng. Nụ cười thật sáng láng, làm bao chàng chắc phải choáng váng. Bên đây là một người không tuổi, vì sao? Thời gian không theo đuổi ngày nhỏ em thay học ca. Theo tiếng hát của anh là Vũ Hà, từng là ngọn sóng cuốn mãi sóng xô để ta, để mình ta bơ vơ giữ trốn xa lạ. Tiếp theo là nàng Lâm Vĩ Dạ, người đâu chưa nghĩ như một tá. Khi xem Tấu Hải thật lấu cá, nhưng bên ngoài dễ thương đến lạ. Yeah, come on. Cuộc đời không như bức tranh, lúc cần ta không có bên cạnh. Nếu cần, hãy gọi anh Quách Ngọc Tuyền. Anh sẽ đến bên ta và mang cho ta một ly trà sữa màu xanh, để ta thấy được ta thật yên lành. Wow. Rất xuất sắc em, thật sự là rất xuất sắc, cực kỳ ấn tượng. Đúng là anh Vũ Hà chờ đợi là xứng đáng. Con hổ đã thục vô một cách hợp lý. Hy vọng cửa hàng chưa đóng sập lại. Bây giờ là phần thương lượng điểm, 10 giây bắt đầu. Một, hai, ba, xoay. Vâng, chị Lê Giang đưa hết tài sản của chị, đó là 4.500 điểm. Anh Tuyên,
cũng đưa hết tài sản của anh luôn là 8.000 điểm. Và anh Vũ Hà vòng từ đầu tới cuối chờ đợi hết sức và đưa số điểm 9.600 điểm. Nhưng rất tiếc, Nha Phúc Vinh 9.900 điểm. Thật ra là hiện nay vòng này ai cũng đã đưa ra số điểm cao nhất của mình có. Mỗi người hãy dùng một phút để nói lên lý do vì sao bạn ấy phải chọn về đội của mình. Nếu chọn chị Giang, bạn ấy có thắng, bạn ấy cũng chỉ nhận được 4.400.000 đồng mà thôi. Nhưng chọn Nhan Phúc Vinh sẽ được 9.900.000. Vì vậy, mỗi người phải đưa ra lý do thật thuyết phục để bạn ấy siêu lòng. Mời Nhan Phúc Vinh. Vinh nghĩ là cái câu chữ mà bạn viết khi mà bạn đọc rap á, mình có thấy một cái tình cảm gì đó, một cái duyên gì đó, thì hy vọng là tất cả những tấm chân tình của Vinh ở đây và một cái niềm tin khi mà Vinh đã quyết định trao đổi Quang, ứng viên rất là làm nặng ký để chờ đợi bạn xuất hiện ra, thì hy vọng là bạn sẽ để mắt tới Vinh. Bên kia là Nam Thành, Nam Phúc Viên. Người tình tình nhưng mà lại đa tình, làm bao cô gái phải rung rinh, nhưng riêng em thì không hề đứng hình. Rồi, mời chị Lê Giang. Em ơi, với số tiền 4.400. Trời ơi, cái gì vậy? Diễn sâu, diễn sâu. Mà cũng không phải là tiền của chị, mà là tiền ba tấn. Tất cả là tiền quyên góp. Quyên góp. Nhưng em ơi, với tình cảm chị em mình lần đầu tiên gặp gỡ, chị xin em hãy suy nghĩ lại, đừng vì tiền mà đánh mất đi lý trí. Hãy thương chị đi em. Trời hay quá. Trời ơi, chị Giang đứt ruột đây nè. Trời ơi, đau lòng dễ sợ. Nếu như mà chờ con nữa, con nữa. Còn chứ. Ca đi. Nếu như mà em muốn chị phải làm gì ở đây thì chị cũng sẵn sàng. Vì sau cuộc chơi này rồi chị em mình cũng phải chia tay. Nhưng chị hy vọng rằng em còn sẽ gặp lại chị ở tiệm nail. Em có thể tới đó làm nail mà không trả tiền suốt đời cũng được. Đây là một lời mời gọi cực kỳ đáng để bạn suy nghĩ nha. Đúng rồi. Với cái chân. Trời ơi, tôi nói là đủ rồi chị. Đủ rồi. Đủ rồi. Đúng rồi. Thôi, thì thôi làm gì dữ vậy, gì dữ vậy. Thì thôi cũng hết giặc rồi. Trời. Em ơi, chỉ nhận 4.400.000 mà được làm nail miễn phí trong một thời gian dài. Dĩ nhiên, sao em? Đây, anh mời em chia sẻ cảm nghĩ của em hiện giờ. Trời, tôi vui quá. Chị ơi, em có được dẫn mẹ chị họ hàng của em tới không? Thế thì riêng nè. Em vừa phải thôi em. Để cho tiệm chị làm ăn đó em. Gia đình em mấy người vậy? Nhà, nhà em thì chỉ có 3 người là nữ thôi. Nhưng mà nếu mà nguyên họ hàng thì khoảng tầm 30 ạ. Là chị để tiệm nail lại cho cưng. Chị đang muốn xa lại tiệm nail. Chị đang muốn xa lại tiệm nail tiếp bây giờ. Sau chương trình giọng ca bí ẩn này, chị sang tiệm nail lại cho cưng. Lần đầu tiên chơi game mà tôi cười chảy nước mắt luôn. Tiếp tục. Vâng, tiếp tục. Mời anh Vũ Hà. Con hổ đã thay. Từ đầu tới cuối tới giờ tôi không nói. Hay quá. Là bởi vì anh thích em ngay từ cái ánh mắt đầu tiên. Sốt khi em đứng ở trong cái khung hình
ngước cổ lên. Ôi, một thần thái vô cùng xuất sắc. Em phải nên nhớ, đây, đây, đấy và đây. Thủ đoạn bất chấp trao đổi những thí sinh đầu tiên, ôi anh nhìn thấy mà anh đau lòng. Anh là người lớn, cho nên anh chờ em là người cuối cùng. Tại sao anh đưa ra chỉ có số 9 và số 6? Vì số 9 luôn luôn là cái số tốt nhất. Đấy là lý do anh không đưa hơn. 99 nó cứ sell như thế là không được. Em thử tưởng tượng đi, em mua cái gì nó cứ 99,9 ấy. Đấy, không tốt. Xuất sắc. Theo như phong thủy á, là 99 là cứ cắm đầu xuống không à? Này, ít điểm ngồi xuống. Ít điểm ngồi xuống. Còn một điều cuối cùng nữa, nếu em thật sự là một người đam mê về ca hát và muốn trở thành một người ca sĩ chuyên nghiệp, anh hứa về với anh, có bao nhiêu anh dạy hết đấy. Trời ơi, anh nguyện sẽ quay MV suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, đây cái này cũng ngon lắm. Nếu bạn cũng chơi rồi, nếu bạn cũng chơi anh. Anh ơi, anh chỉ nói trong cái chương trình này thôi hay là nói thật? Em nó lung lay, em nó lung lay. Đây, Nhan Phúc Vinh suy nghĩ câu hỏi của em thì anh xin khẳng định luôn, nếu có dây nào cần hợp với anh sẵn sàng giúp đỡ em tất cả suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, cả cuộc đời luôn kìa. Thôi thì thế này thưa quý vị, ở đây thật sự ai cũng đưa ra những lý lẽ thật sự thuyết phục, và chúng ta cũng phải nên cho bạn ấy có thời gian suy nghĩ. Bạn ấy chỉ được chọn một trong bốn quý vị mà thôi. Mời em, 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Gia sản anh không nhiều, nhưng mà hy vọng em nhìn tới anh. Từ nãy giờ thì em có coi từ đầu đến cuối, và có lẽ là em xin chọn. Em xin chọn anh Vũ Hà. Anh Vũ Hà. Nhiệm vụ của các người chơi là phải làm sao có được ca sĩ bí ẩn cho đến phút cuối cùng. Ai không có nhận ra bí ẩn, người đó sẽ thua cuộc. Chúc mừng em và chúc mừng anh Vũ Hà đã có được thí sinh cuối cùng trong tay. Hết giờ. Và bây giờ Harry muốn hỏi cảm nghĩ của người chơi về bài hát của cô ấy. Em Tuyết Mai đây, hát rất hay. Chúc mừng con hổ. Thưa quý vị, đây là một trận đấu phải nói là cực kỳ nghẹt thở. Hai bạn đều là dọn nhạc ballad rất là sâu lắng, và rõ ràng đây là hai đối thủ cực kỳ nặng ký. Mời Ôn Vĩnh Quang bước ra đây cùng với chủ sở hữu hai giọng ca này là anh Vũ Hà và Lâm Vĩ Dạ. Xin mời. Hiện nay Ôn Vĩnh Quang, bình chọn của khán giả là 95 điểm. Còn Tuyết Mai, bình chọn của khán giả sẽ là 92 điểm. Vâng, xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang và Lâm Vĩ Dạ. Cảm ơn Mai rất nhiều đã đến với chương trình và cũng chia buồn với anh Vũ Hà. Nhưng mà thật sự ra mà nói thì em nghĩ là anh Vũ Hà cũng đã vui, vì thật sự là anh, cái lựa chọn của anh đã thật sự là xứng đáng. Cảm ơn Mai nhiều nha. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hiện nay Vĩ Dạ đã dành cho Ôn Vĩnh Quang 9.900 điểm. Bạn ấy nhận được 9.900.000 đồng. Và bây giờ Vĩ Dạ chỉ còn 100 điểm thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị bốc thăm để biết được điểm số cuối cùng mà Vĩ Dạ có được, cũng như số tiền bạn ấy mang về là bao nhiêu. Vâng, thưa quý vị, hiện nay Lâm Vĩ Dạ có hai phương án. Phương án chơi lớn là nút màu vàng. Đó là gì?
Điểm còn lại của Lâm Vy Dạ hiện tại là 100 điểm, sẽ nhân 0 hoặc là 10. Còn phương án an toàn có thể nhân 1 hoặc nhân 2, 3, 4, 5. Và bây giờ sự quyết định của Lâm Vy Dạ là như thế nào? Em nghĩ là tới giờ phút này rồi thì không còn cái gì mà phải e dè nữa, có nhiêu chơi nhiêu luôn. Mời em. Vâng. Wow. Vâng, như vậy điểm của Lâm Vy Dạ 100 nhân 110 là 1.000 điểm, tương đương với số tiền 1 triệu đồng. Xin chúc mừng. 1 triệu đồng luôn đó nha, 1 triệu. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cho Lâm Vy Dạ và chúc mừng cho Ôn Vĩnh Quang. Cảm ơn bạn Tuyết Mai đã đến với chương trình và cảm ơn anh Vũ Hà cùng với chị Lê Giang, Nhan Phúc Vinh và Quách Ngọc Tuyên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Dòng ca bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.